Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà quay trở lại với kênh Even Family CZ và cuộc sống ở Cộng hòa Séc. Kim chi là một món ăn truyền thống của Hàn Quốc, nhưng mà thời gian gần đây nó rất phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là ở khu vực châu Á. Kim chi làm theo kiểu truyền thống Hàn Quốc thì khá là nhiều bước và cầu kỳ. Nhưng hôm nay vẫn sẽ chia sẻ với cả nhà một cách muối kim chi cấp tốc chỉ trong vòng 30 phút là có ăn. Nếu bạn nào cảm thấy quan tâm thì hãy cùng Vân tiếp tục theo dõi video, Vân sẽ chia sẻ với cả nhà cách làm kim chi cấp tốc nhé. Vẫn sẽ chuẩn bị làm phần cải thảo trước. Thì cái búp cải thảo này vẫn mua là tầm 1 kg. Thì bây giờ vẫn sẽ bỏ cái lớp bên ngoài đi, bởi vì đôi khi nó bẩn và cái lá của nó không được tươi đẹp nữa ấy. Cách chọn mua cải thảo để kim chi được ngon thì cả nhà hãy chọn những búp cải thảo nó to, chắc và nặng tay nhé. Thì bây giờ vẫn sẽ chẻ nhỏ ra và sẽ cắt luôn. Nếu muối kim chi theo cách thông thường ấy, thường vẫn sẽ để nguyên cả búp như thế này muối cũng được. Nhưng để muối cấp tốc để ăn liền trong ngày ấy, đặc biệt là sau 30 phút là ăn luôn, thì vẫn sẽ cắt nhỏ những cái cải thảo này ra. Trước tiên vẫn sẽ rửa sạch dưới vòi nước nhé cả nhà. Cải thảo sau khi rửa sạch thì vẫn sẽ vẩy bớt nước đi và sẽ tiến hành cắt nhỏ. Thì cả nhà cắt như thế nào cũng được, tùy theo cái sở thích của mình, nhưng mà vẫn muối cấp tốc vẫn thích cắt nó hơi bé bé luôn nhé. Tiếp theo vẫn sẽ ướp muối cái cải thảo này. Thì với cái búp cải thảo khoảng 1 cân thì vẫn sẽ cho vào đây 5 thìa cà phê muối và rải đều lên trên cải thảo, trộn, sau đó sẽ ướp trong vòng 30 phút, ướp để cho cái phần muối nó tan ra hết đấy cả nhà. Trong lúc ướp cải thảo khoảng 30 phút thì vẫn sẽ đi làm các nguyên liệu còn lại. Ở đây vẫn có 1 quả táo, 2 củ cà rốt, 1 nhánh gừng và 3 nhánh tỏi, 2 quả ớt và 1 ít hành lá. Thì nếu chuẩn vị hơn thì cả nhà dùng hè nhé. Vẫn thì cũng không tiền giống như ở Việt Nam ấy. Mình trong nhà có hành thì sẽ dùng hành vậy. Phần hành lá vẫn sẽ cắt khúc tầm 5 cm nhé cả nhà. Phần cà rốt này vẫn cũng sẽ cắt sợi nhé cả nhà. Nếu cả nhà muốn nhanh hơn thì có thể dùng cái bao để bao sợi luôn cũng được. Riêng phần tỏi, gừng với ớt, rồi táo, nếu cả nhà có lê thì có thể sử dụng thêm 1 quả lê nữa. Vẫn sẽ cắt khúc như thế này để xay cho nó dễ nhé. Sau khi cắt nhỏ rồi thì vẫn sẽ cho vào trong máy để xay. Thì lúc này vẫn cũng sẽ nêm gia vị vào trong cái hỗn hợp xay này luôn.
thì Vân sẽ cho vào đây một thìa nước mắm. Thìa này Vân sử dụng thìa cánh nha cả nhà, và hai thìa cánh đường. Để cái hỗn hợp sốt này nó dẻo hơn ấy, thì Vân sẽ cho vào đây một thìa cà phê cái sốt cà chua. Và tất nhiên không thể thiếu ớt bột Hàn Quốc, thì Vân sử dụng 4 thìa cánh nha cả nhà. Sau đó Vân sẽ xay hỗn hợp này lên, và để xay dễ hơn thì Vân sẽ cho thêm nước và giấm vào. Ở đây Vân sử dụng 5 thìa cánh giấm và khoảng 4 đến 5 thìa cánh nước nữa để cho máy nó dễ vận hành nhé. Cả nhà có thể xay cho đến khi cái hỗn hợp nó mềm luôn cũng được, hoặc là xay đến khi nó mềm tương đối thôi. Như Vân đây chẳng hạn là cái màu sắc nó cũng đẹp rồi, và cái sốt này lúc này nó cũng đặc và dẻo nữa. Vân xay đến như vậy là xong nha cả nhà. Bây giờ là bước cuối cùng để hoàn thành cái món kim chi cấp tốc, thì rất đơn giản, sẽ trộn các nguyên liệu với nhau thôi. Và trước khi trộn thì Vân sẽ dùng giấy ăn đấy để lau cho phần cà rốt và hành này nó bớt ngược đi nhé. Sau 30 phút thì phần cải thảo này nó đã xẹp đi rất là nhiều, bởi vì cái muối nó tan ra và nó cũng làm cái phần cải thảo này bị rụt ngược đi ấy. Thì cả nhà có thể kiểm tra là thấy cái cải thảo nó dẻo như thế này là được rồi nhé. Thì bây giờ Vân sẽ rửa sạch cái phần nước muối này đi và tiến hành vắt và ép nước. Sau khi Vân rửa hai lần nước thì cái phần cải thảo này nó cũng hết mặn rồi, và cuối cùng Vân sẽ vắt. Cả nhà lưu ý là dùng sức vắt thật kỹ để trong cái phần cải thảo này nó rút được hết nước đi nhé. Và cuối cùng chỉ cần trộn các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn vào với nhau là được. Thì cả nhà thấy là làm rất là đơn giản, nhanh chóng, vẫn quay vậy thôi. Nhưng mà trong cái quá trình mình ướp cải thảo ấy, thì mình làm các nguyên liệu khác chỉ mất tầm 15 phút thôi cả nhà. Lúc này thì Vân tìm găng tay để trộn mà không có, hết lúc nào không biết thì Vân sẽ trộn tay không vậy. Cũng may là cái ớt bột này là ớt Hàn Quốc, nó cái độ cay Vân sử dụng là medium, là trung bình ấy, cho nên là cũng không sao hết. Không khác gì với kim chi muối dài hạn đấy, mình hay gọi là kim chi dài hạn và kim chi cấp tốc ấy. Đấy. Cho thêm chanh vào, Vân vừa vắt hai quả chanh ấy cả nhà, thì nó cũng tầm này khoảng 40 đến 50 ml ấy. Sẽ cho vào đây. Nhìn màu rất đẹp, và cái cải thảo ấy, nó cũng dẻo ấy cả nhà. Này, giống như là mình muối như vậy là kim chi cấp tốc đã hoàn thành rồi đấy cả nhà. Lúc này làm xong cả nhà có thể ăn luôn được nha, bởi vì cả nhà có thể quan sát là cái phần cải thảo nó đã trong rồi, tức là cái phần nước nó đã được rút rất nhiều và đã ngấm gia vị. Thì nếu muốn ăn ngon hơn nữa thì cả nhà có thể để sau 6 tiếng. Và video của Vân hôm nay sẽ kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại cả nhà trong video lần sau. Rất mong cả nhà hãy đăng ký kênh để ủng hộ Vân nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.